Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, năm ngoái MSI đã ra mẫu Modern 14, một trong những mẫu laptop doanh nhân mỏng nhẹ sang trọng. Đặc biệt là thời điểm nó ra mắt với phân khúc giá chỉ hơn 13 triệu đồng đã là chao đảo thị trường những chiếc máy học công nghệ thông tin nằm văn phòng tốt nhất tại thời điểm lúc đó. Với cấu hình thiết kế của một chiếc máy hơn 13 triệu nhưng bình thường ở các hãng khác thì chúng ta phải bỏ ra đến tận 20 triệu đồng. Vậy thì tại vì sao MSI đã làm được như vậy? Bởi đơn giản là của nhà trồng được. Và đây là một dòng sản phẩm gây được tiếng vang rất lớn những năm 2020. Vậy thì với dòng sản phẩm năm 2021 cũng là chiếc Modern 14. Và đặc biệt chiếc máy này các bạn thấy là MSI đã ra hàng loạt cấu hình từ i3, i5 và thậm chí là có cả phiên bản màn hình lên đến 100% LRGB luôn. Và với phiên bản này được trang bị i3 thế hệ thứ 11, có nghĩa là mới hơn date sản xuất năm 2020. Vậy thì với phiên bản năm 2021 nó có gì đặc biệt hay không? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua model này. Mời quý vị và các bạn đón xem nhé. Các bạn sẽ thấy là MSI đã có một dòng bằng tiếng Anh. Theo mình tìm hiểu thì đây là sống mỗi ngày bằng nhiệt huyết, có nghĩa là liên tục sáng tạo này các bạn ạ. Một thông điệp gửi đến cho những người dùng máy tính. Bên trong được làm lót rất cẩn thận. Công suất của nó là 65W này các bạn này, vuông như này, chân kim các bạn nhé, đây là dây nguồn ở bên trong. Trước đó thì MSI đã giới thiệu cả các phiên bản chạy chip Intel và cả phiên bản chạy chip AMD, bán cực kỳ chạy tại thị trường luôn. Đây là một trong những chiếc máy để dùng học tập và làm việc online tốt nhất tại thị trường, mà giá bán lại rẻ, thiết kế lại đẹp. Đây các bạn này, màu gray. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết nhé. Vâng, thưa các bạn, thì với phân khúc tầm khoảng hơn 13 triệu thì rất hiếm những chiếc máy được trang bị vỏ bằng hợp kim nhôm như này. Với vỏ bằng hợp kim nhôm thì chiếc máy chúng ta nó sẽ sang hơn và đặc biệt là rất chắc chắn với logo MSI. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy này chỉ 1,3 kg. Đây các bạn thấy là mình ấn này, nó rất là chắc. Đây, đó. Bản lề kiểu dạng thiết kế full như này, dài như này, hơi nóng được đẩy ra đằng sau, giống như các phiên bản trước đó. Và khi chúng ta mở ở một cái góc nhất định, đây các bạn sẽ thấy này, cái phần này nó sẽ tụt xuống bên dưới, đây, để tuần hoàn không khí tốt hơn, và nó sẽ chuếch cái góc như này. Các bạn sẽ thấy là mình sẽ bấm phím nó sẽ đơn sướng hơn. Và các bạn khi mình khởi động phím nguồn ở đây thì bật thì cái led phím nó sáng màu trắng. Đây, chất lượng phím bấm khá là sướng các bạn ạ. Đó, chuột cũng bấm rất sướng luôn này. Hành trình phím thì các bạn sẽ thấy là quen thuộc của Tesuri, nhưng ở đây thì mình không thấy ghi chữ Tesuri gì cả. Phím vuông cao rồi, và kể cả phím điều hướng ở đây các bạn sẽ thấy là nó làm rất là lớn luôn. Nét phím này có cả phím tắt camera các thứ này, đầy đủ luôn. Các bạn thấy là bên cạnh trái thì sẽ có cổng sạc này, cổng HDMI để các bạn có thể kết nối ra màn hình, tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài. Đây là đầu độc thẻ các bạn nhé. Ở trước các bạn thấy làm cái gờ rất lớn thì các bạn có thể mở máy đơn giản hơn. Và nếu mà nhìn vào đây thì các bạn thấy là cũng không quá dày, cũng chẳng quá mỏng. Ở bên này thì máy được bố trí hai cổng USB 3.0, cổng phone, cổng mic được giao tiếp 3.5 để các bạn kết nối tín hiệu âm thanh. Ở đây thì chúng ta sẽ có đèn tín hiệu của máy đang chạy và đèn tín hiệu của pin các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì mặt bên dưới các bạn thấy là thiết kế 3D rất đẹp. Các bạn thấy ở đây có thể nhìn rõ cái quạt bên trong và với hai ống đồng. Đây là hai hốc tản loa này, phần này và phần này để trên mặt phẳng mà không bị cập kênh. Việc các bạn mở ra để bảo dưỡng máy và nâng cấp linh kiện bên trong khá là đơn giản. Thì bây giờ thì mình sẽ mở ra luôn xem linh kiện bên trong nó như nào, khả năng nâng cấp ra sao thì mình sẽ chỉ cho mọi người nhé. Còn thông số kỹ thuật và speed tăng máy thì các bạn có thể check ở đây nhé. Các bạn ơi, kể cả cái lắp này cũng làm bằng hợp kim nhôm các bạn này. Đó, bên trong được gia cố nó chắc chắn, cái máy nó không bị cảm giác ọp ẹp này. Đấy, hai ống đồng này, ách chà. Một slot RAM. Các bạn ơi, chiếc máy có hai slot cắm RAM để nâng cấp tối đa là 32GB RAM chiếc máy này. Không có khe cặc màn hình rời thì có nghĩa là dòng sản phẩm này không có bản có Vega rời. Quạt này, pin này, đây là pin dung lượng của nó đâu, 3316 mAh, có lẽ là dùng khoảng 8 giờ.
8 đến 10 giờ tùy về chế độ các bạn dùng trên máy. Hai cái loa của máy này, đây là wifi, đây là ổ cứng này. Các bạn thấy là bên trong máy có ổ cứng của Kington, có băng dính lạnh để vừa là cách điện vừa là cách nhiệt cho máy này, rất cẩn thận luôn. Chiếc máy này cho phép các bạn nâng cấp ổ cứng và RAM thôi, các linh kiện khác sẽ không nâng cấp được. Bây giờ tớ sẽ nắp vào để test chiếc máy này. Và khi mua máy thì các bạn cũng sẽ ấn định cấu hình dùng là i5 hay là i3 hay là i7 ngay từ ban đầu các bạn nhé. Chứ không thể nâng cấp được CPU, không thể nâng cấp được Vega rời, chỉ có thể nâng cấp RAM và ổ cứng thôi. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào wifi của nó đây. Vâng, thưa các bạn, một chiếc máy với phân khúc chỉ hơn chục triệu mà chúng ta đã có tốc độ ổ cứng rất là tốt. Các bạn thấy là mình đang test phần mềm ổ cứng thì tốc độ đọc của nó khoảng xấp xỉ 2,5GB, tốc độ ghi khoảng xấp xỉ 1GB. Đây là ổ cứng với giao tiếp PCIe, LVMe, các bạn thấy là tốc độ rất tốt, nếu mà so với ổ cứng cơ ngày xưa thì hơn rất nhiều. Máy có thiết kế viền màn hình rất mỏng, các bạn thấy này. Bên trên có tích hợp camera hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học online hoặc là họp trực tuyến qua camera cực kỳ tiện dụng. Tích hợp sắn mic thu tiếng các bạn. Bàn phím thì vừa nãy mình đã giới thiệu rồi. Độ lẩy của chuột cũng rất tốt và cái phần khung này của nó hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Phím bật nguồn đây các bạn nhé. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.0, hỗ trợ các bạn kết nối băng thông rộng, tín hiệu không dây. Các bạn có thể kết nối âm thanh, có thể kết nối chuột và các thiết bị ngoại vi có tích hợp sóng Bluetooth. Ổ cứng trong máy được trang bị Kington các bạn nhé. Dung lượng là 256GB. Vega được trang bị trên máy là UHD Graphics 620. Cái này thì các bạn chú ý nhá, với phiên bản i5 ấy thì nó mới được tích hợp Iris Xe Graphics, còn với phiên bản i3 thì vẫn dùng cái UHD Graphics 620 như này. Được cái là xung i3 trên thế hệ 11 thì nó rất là cao, xung lên đến 3.0. Ai chà, còn này máy cùi mà được nâng cấp được Wi-Fi 6. Xin lỗi các bạn là không phải máy cùi, ý mình nói là cái phân khúc giá bình dân. Đó. Thực tế thì những chiếc máy mà nếu mà được trang bị các thương hiệu của Dell hay của HP ấy, trong cái tầm 13 triệu thì cấu hình rất cùi luôn. Cùi theo là như nào, ví dụ như là màn hình HD này, chẳng hạn này, hoặc là vỏ thì hoàn toàn bằng nhựa chẳng hạn này. Đó là những cái mình hay dùng từ là cùi là như vậy. Vâng, thưa các bạn thấy là chiếc màn hình của nó rất xuất sắc với tỷ lệ bao phủ màu lên đến 99% RGB và Adobe RGB của nó lên đến 65%, độ sáng 300 nit. Thử xem âm thanh này. Chất lượng màn của một chiếc máy giá rẻ như này quá tốt luôn. Đúng là của nhà trồng được thì MSI đã tạo ra siêu phẩm giá rẻ. Các bạn thấy là chất lượng âm thanh của nó cũng khá tốt. Ứng dụng công nghệ màn gì nhỉ? MSI True Color là gì? Được ứng dụng của MSI True Color, các bạn thấy là hình ảnh âm thanh của nó cực kỳ trung thực luôn. Độ sáng 300 nit là độ sáng rất tốt các bạn làm trong môi trường văn phòng. Với màn hình Full HD IPS góc nhìn rộng, rất đẹp. Với một chiếc máy với màu sắc trung thực này, các bạn hoàn toàn có thể dùng để thiết kế design, Photoshop hay các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video cày kéo vào chiếc máy này. Mặc dù là i3 không mạnh và không có Vega rời, nhưng các bạn vẫn có thể chỉnh sửa Photoshop AutoCAD thoải mái ngon lành. Chất lượng màn hình tốt này, các bạn xem phim nghe nhạc cũng sẽ có trải nghiệm rất là ok. Vâng, thưa các bạn, thì với việc xung cao thì mặc dù là UHD Graphics 620 chúng ta vẫn có thể kéo lên được 16fps thì nó sẽ đỡ hơn một chút so với dòng i3 đời 10. Mặc dù là UHD Graphics 620 nếu mà trên đời 10 của nó thông thường chúng ta chỉ test được khoảng 8 đến khoảng 10 FPS là cùng thôi. Đây kéo lên 16. Và nhiệt độ của máy thì hoạt động khá mát mẻ, nó chỉ ở mức là trên 50 độ C thôi mọi người nhé. Chế độ 2D thì chiếc máy này làm việc quá tuyệt vời luôn. Rất mượt mà luôn. Ở mức FPS là trên 170. Quạt êm ra phết mà hơi nóng được thổi ra đằng sau, một thiết kế cực kỳ thông minh. Với khung hợp kim nhôm thì mình sờ vào đây thì cái cảm giác khi chúng ta test ở chế độ đồ họa thì nó chỉ hơi ấm tay một chút thôi. Còn nhiệt độ của máy nó lên khoảng tầm 80 hoặc 90 thì sờ vào thì nó nóng, cảm giác khó chịu luôn. Đây các bạn thấy là nhiệt độ nó cực kỳ mát, bây giờ chỉ có 50 độ C ở tác vụ 2D thôi. Còn tác vụ 3D thì nó sẽ nóng hơn một chút, khoảng xấp xỉ 60 độ C. Nói chung tản nhiệt của máy rất ok. Và quạt hoạt động thì cực kỳ êm, mà các bạn thấy là cái quạt bên trong máy nó làm bố trí khá là lớn luôn.
Vâng, thưa các bạn, thì với Sung 3.0 những MCU này nó chỉ có hai loại 4 luồng thôi, i3 đời 11, nó còn gọi là con chip Tiger Lake thế hệ thứ 11 của Intel, UHD Graphics 620. Thực tế thì cái này nó chỉ bổ trợ chủ yếu các tác vụ video 4K và hình ảnh âm thanh tốt hơn và xử lý đồ họa tốt hơn thôi. Nhưng đây là card đồ họa on thì cũng không hy vọng là chiếc máy này có thể làm đồ họa ngon lành các bạn nhé. Điểm FPS của MCU này nó đạt mức là 497 CB. Vâng, thưa các bạn, chiếc máy này sinh ra thì chắc chắn là chống chỉ định cho anh em làm đồ họa hay chơi game chuyên nghiệp, bởi vì chiếc máy nó ở phân khúc hạng phổ thông doanh nhân và chủ yếu là học công nghệ thông tin, lập trình và ứng dụng về đồ họa cơ bản dành cho dân kinh doanh, kế toán, marketing. Đặc biệt là RAM máy có thể mở rộng tối đa là 32 GB RAM, thì các bạn có thể mở rất đến 40 đến 50 tab web trên màn hình. Vâng, thưa các bạn, đây là tựa game Liên Minh Huyền Thoại mình đang cài test để chơi game trên chiếc máy này. Em bên này mua được 14 được tích hợp màn hình rất đẹp, tỷ lệ bao phủ màu lên đến 99% sRGB, Full HD IPS, hiển thị hình ảnh rất ok, chất lượng loa ở mức gọi là nghe ổn, không đến lỗi là tệ cho lắm. Mức IPS chúng ta chơi game ở mức khoảng 76 đến khoảng 80, nhiệt độ chơi game thì ở mức khoảng trên 60 độ C. Chất lượng bàn phím bấm rất tốt các bạn nhé. Với những tựa game tầm trung như game Liên Minh Huyền Thoại, CS:GO, PUBG Mobile, Đế Chế Half-Life, các bạn hoàn toàn có thể cài vào chiếc máy này để vui chơi giải trí những lúc rảnh mọi người nhé. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm xong với chiếc Modern 14 phiên bản năm 2021 thì tớ ấn tượng là như này. Thứ nhất, đây là một trong chiếc máy có thiết kế đẹp nhất trong phân khúc, đó là các bạn đầu tư trên 13 triệu đồng tại thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ có màn hình lên đến 99% sRGB, chất lượng âm thanh tốt, chất lượng bàn phím tốt và thời lượng pin các bạn có thể duy trì dùng khoảng 8 giờ một ngày liên tục mà các bạn không cần phải sạc. Máy có kết nối đầy đủ các cổng kết nối luôn, và trong lượng máy chỉ có 1,3 cân full hợp kim nhôm chắc chắn. Nói chung, với phân khúc đầu tư các bạn học công nghệ thông tin, các bạn làm văn phòng, kế toán, marketing, lập trình thì đây là chiếc máy hoàn hảo nhất, mới 100% do MSI sản xuất, và đây là phiên bản bán chạy nhất tại thị trường năm 2021 cho nhu cầu như vừa rồi. MSI đã không kịp sản xuất luôn, mà những cái model này thường báo cháy liên tục tại các hệ thống siêu thị. Nhưng các bạn yên tâm là sắp tới thì mình nghĩ là sẽ ổn định dần với lượng máy. Và chiếc máy này các bạn thấy là tích hợp sẵn camera Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0, đều hỗ trợ các loại kết nối không dây mạnh nhất, sẽ hỗ trợ các bạn học tập và làm việc tại nhà cực kỳ hiệu quả luôn. Nói chung thì mọi tác vụ thì mình thấy đều là hoàn hảo. Nhưng chú ý mọi người thì đây là dòng sản phẩm được trang bị chip U và không có Vega rời. Chính vì thế là chống chỉ định cho anh em chơi game và làm đồ họa chuyên nghiệp, bởi vì chiếc máy chúng ta sẽ không đủ cấu hình. Ưu điểm nữa của chiếc máy là có thể nâng cấp RAM tối đa 32 GB RAM. Vì thông thường những chiếc máy này hầu hết là sẽ có RAM onboard, nhưng em bên này đã để chờ hai khe cắm RAM để các bạn có thể mở rộng. Các bạn có thể làm rất nhiều phần mềm trên chiếc máy này. Các ứng dụng về website hoặc là dân kinh doanh, chúng ta có thể bật được tối đa 40-50 tab chạy trên chiếc máy này vẫn ok ngon lành. Và hệ thống tản nhiệt bên trong máy thì mình thấy cũng khá ok. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và đánh giá chiếc MSI Modern 14 phiên bản năm 2021 của mình xin đây là khép lại các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình lại mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như này. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách đăng ký kênh và nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về laptop, mới nhất về công nghệ thông tin mọi người nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.